quần áo, giấy. Đi ngủ ngày mai đi học. Nhanh nhanh nhanh. Không là người hồng. Về bánh mẹ cho người đấy. Nhanh lên. Mình nước rồi. Nước về đây. Thì cất cái này. Đồ ăn sáng. Nhanh đi ngủ chưa? Có đây cơ mà. Nhanh được cái này. Úi giời ơi, ngủ đi quá. Đây được. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh đi về này. Gì? Không đi về này. Cái này á. Đồ ăn. Nhanh 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 đi ngủ đi. Sáng mai con đi học. Để người học chuẩn bị đồ ăn. Nhanh đi ngủ. Dạ. Bạn thấy là cái việc nó ăn rau thì nó rất là mát. Thân mến, đây là cái lúc mà các bạn lợi dụng cái rau để cho đà điểu nó sẽ ăn được nhiều cám. Bởi vì bản năng tự nhiên là đà điểu nó vẫn thích ăn rau hơn. Và đây các bạn thấy là mình đã thái rất là nhỏ rau muống và mình lăn với cái cám như thế này. Thì các bạn thấy là các bạn nên làm cái việc này là theo bữa và nên để nhiều vào cái bề mặt rộng để cho con đà điểu nó ăn. Đấy, nó ăn. Các bạn thân mến, tôi rất thích chăn nuôi. Như vậy là tôi nuôi con gì đều được con đấy. Tôi các bạn thấy trên kênh của tôi nuôi con cuốc lúc còn bóc trứng. Đến bây giờ là nó đã chạy quanh nhà rồi. Biết bắt ruồi, bắt côn trùng ở quanh nhà rồi. Thì các bạn thân mến, đây là cái lứa đà điểu mình thấy là khá là đẹp. Mình cũng chia sẻ từng hàng ngày thì cho các bạn biết là chăn nuôi thì nó là một sự đam mê, cũng là một cái năng khiếu. Đấy, các bạn thấy là nó bắt đầu. Sao tiền cái? Đâu rồi đấy? Chị giờ sáng mai. Nhỏ đâu rồi? Mình là người hồng. Thì nói chung là số lượng bấy nhiêu con mà tỷ lệ 2 con thì là bình thường. Gà nhép nó thế, mất là 20 con, mất 10% là nó đọt. Cái bãi này. Bãi này của nó là trồng cái cảnh gì, cái cây gì mà đắt gốc đấy? Cái bưởi.
người này, nhưng mà vấn đề là may là ở cái ngoài này là ông ở ngoài ngoài đồng, nó không có người này đi lại, là con đà điểu này nó thuần, nó không thiếu gì bố.